đang chơi trên phố, em cứ tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát, dù không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở trên này. Thì có ai đó không thích tôi, vẫn nhìn tôi đây thôi. Thì có ai đó lên tiếng chờ, tôi cần chỉ lắng nghe. Thì có ai đó không thích tôi, tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở trên này. Trời ơi, lớp mình như cái chợ vỡ ấy. Chả hiểu Mai Lâm đi đâu rồi. Chắc lại học hành gì đấy. Suốt ngày học, đúng là cán bộ mà. À, đúng rồi, sắp kỷ niệm ngày thành lập trường. Hình như nghe nói các tiết mục năm nay phải thật là xuất sắc thì mới được diễn ở lễ kỷ niệm trường đúng không? Thảo nào mà học lâu thế. Này, cậu thử đoán xem năm nay trường mình có trò gì mới. Thì năm nào là thế, không hát thì múa, không múa thì đọc thơ, không đọc thơ thì... Hâm, nói thế mà cũng nói được. Thì cậu nghĩ xem lớp mình còn trò gì khác không? Người ta không biết người ta mới hỏi chứ. Thôi, đợi chị Bí thở về là biết ngay mà. Kìa, vừa nhắc chị á, chị tới rồi kìa. Thiêng thế. Trời ạ, lớp mình như cái chợ vỡ ấy. Vào lớp thôi. Có gì mới phổ biến bạn tới luôn đi. Thôi, vào lớp đã. Vào lớp, Trần Tu. Có tin sốt dẻo đây. Sắp tới sẽ có lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Mỗi lớp phải tham gia một tiết mục. Vui là chính, được khen thưởng là chủ yếu, tham gia là phải nhiệt tình. Đúng. Tớ nghĩ rồi, đây sẽ là lần đầu tiên lớp mình thể hiện trong ngày thành lập trường. Tóm lại là cậu muốn đề xuất ý kiến gì? Nói nhanh đi, vòng vo nhiều thế. Tóm lại là cậu trật tự để Mai Lâm nói. Tớ nghĩ lớp chúng ta sẽ tham gia một vở nhạc kịch. Ôi, kinh quá, theo kiểu Hannah Montana. Hay là High School Musical, Lâm đại ca bắt kịp hơi thở cuộc sống phết. Bây giờ lớp chúng ta phải ngay lập tức triển khai kế hoạch, chọn nội dung, chọn nhân vật, phân vai này, chọn người hát chính, hát bè. Ok. Cần gì phải phân vai? Tớ chắc chắn sẽ là diễn viên chính, kiêm ca sĩ chính rồi. Để công bằng thì chúng ta sẽ phải casting như thật. Tớ cũng tham gia. Tớ nghĩ được đấy. Phan Linh và Hồng Mỹ sẽ cùng thử giọng cho vai chính. Không được, tớ không chia đất diễn cho ai hết. Kinh chưa, cứ làm như mình là ngôi sao ấy. Sao hôm hay sao chổi. Nói gì đi, không Hồng Mỹ được nước lấn tới. Tớ thấy Hồng Mỹ nói đúng. Linh hồn của vở kịch chỉ có một thôi, nên tớ sẵn sàng cùng Hồng Mỹ tham gia thử giọng cho vai chính. Kìa, thể hiện cho chúng nó xem. Kìa, thể hiện cho cả lớp xem thế nào là đẳng cấp ngôi sao Hồng Mỹ đi. Phan Linh, sao phải nghĩ? Thay vào đó, chúng ta sẽ chuyển sang thời trang. Và La La, cậu sẽ đảm nhiệm vụ. Sao mọi người nhìn tớ ghê thế? Vừa nãy tớ cũng định đưa ra ý tưởng về màn trình diễn thời trang. Như vậy lớp mình ai cũng được dịp xuất hiện, đỡ phải tranh nhau. Thế ai là cô đấy? Đằng nào mà chẳng phải tranh nhau. Cái này để cho La La quyết định đi. La La, giờ là phần của cậu. Kìa, sao mặt cứ thộn ra kìa. Tại tớ xúc động quá không nói được. Nên nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi người phụ lòng.
Thôi được rồi, trong lúc chờ La La cho ra lò những mẫu thời trang mới thì tất cả chúng ta phải về nhà tập đi lại cho ra dáng người mẫu. Còn bây giờ, về chỗ thôi. Hình trái tim, dưới hình vuông, dưới hình tam giác. Thế còn hình tròn nữa. Chưa hết đâu, còn hình rích rắc nữa cơ. Thế cậu có ý tưởng gì cụ thể không? Hay lại cắt bừa ấy hả La? Tất nhiên là có rồi. Và một người lấy kim chỉ đính lên vải cho tớ đi chứ. Chân tay để làm gì thế kia? Vô duyên thế không biết nữa. Còn gái còn đứa. Bảo tớ xé vải còn được, chứ may vải thì tớ chịu thua. Cho tớ là mình vôi. Tớ suýt ở lại lớp 4 chỉ vì môn thủ công. Tớ là mình vôi nhá. Ôi trời đất ơi, thế thì mời hai nàng lượn cho nhá. Người ta đang sáng tạo nghệ thuật mà cứ ngồi lù lù như hai cái bình voi thế này thì ai mà làm được? Quá xịn, ghét nữa. Thôi, đành phải lượn vậy. Ờ, qua nhà tới chơi đi. Này, làm cho tốt nhá, rồi sếp sẽ thưởng kem cho. Không cần phải nhử, người ta cũng hoàn thành xuất sắc nhá. Lăn đi, hai cái bình voi xấu xí. Thì lăn vậy. Hãy ban cho.